Lấy ly trà sữa dụ con uống thuốc, ông bố hoàn toàn bất ngờ trước hành động tiếp theo của cậu con trai. Theo đó, vì muốn dỗ cho con trai uống thuốc, ông bố đã bắt chước trên mạng, bày mưu mua sẵn một ly trà sữa, rồi lập kế dương đông kích tay để cậu con trai tin rằng mình đang uống trà sữa chứ không phải là đang uống thuốc. Thế nhưng mà khi cậu bé hút được hai hơi thì nhận ra ngay có cái điều bất thường đằng sau ly trà sữa. Tuy nhiên, thay vì giận dỗi không thèm uống thì cậu bé lại cố gắng với tay về phía trước, giật lấy cái chai thuốc trên tay ông bố, rồi ngửa mặt lên trời uống một hơi hết cả một chai vô cùng dứt khoát. Cộng đồng mạng sau khi xem qua đã không khỏi ngỡ ngàng trước hành động khẳng định chí khí nam nhi đầy quyết liệt của cậu bé. Nhiều người còn tranh thủ xin vía cho đứa con nhỏ ở nhà cũng dễ dàng chịu uống thuốc được như thế. Một số bình luận được mọi người để lại: biết trước có kết quả như này, tội gì phải bày mưu tính kế làm gì phí hết tâm sức. Em bé kiểu, đưa đây tôi uống liền luôn cho mau, vòng vòng làm chi cho mệt mỏi quá. Tôi cũng làm theo cách này với đứa cháu, cái nó cũng phát hiện ra, cái nó không thèm uống sữa nữa luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.